Không giờ tự tháo vì tháo này, tháo lắp máy này. Tháo ra giữa đây. Tháo ra vệ sinh này. Đó. Vặn nè, đấy. Ở đây là khuôn nè, bóp ra nè. Đấy. Đấy. Nha, khuôn nha, tháo ra vệ sinh nha. Lấy cái cà lê. Thì tháo ra thì cái cà lê ở đây. Thì nói qua lại nhá. Đây nhá. Như đây có công tắc là công tắc điều chỉnh nè. Anh chỉ điều chỉnh cái nút trục xoay này nè. Điều chỉnh cái trục tròn tròn này nè. Anh cứ để cho em là khoảng giờ 40 đến 42 tốc độ tầm đấy thôi. Đó, bật lên này. Thì nó ra tầm đều từ từ. Nếu mà cảm giác con đùn nó đùn nhanh quá. Nó đùn này cái này nè. Nó đùn ra đùn phía trước này, ra nhanh quá thì anh giảm xuống 40. Giảm xuống 40 thôi nha, ví dụ như thế. Ví dụ như thế, nó đùn nó nhanh quá, còn nếu mà không mình tăng lên 42. Đấy. Đấy, tăng lên. Đấy. Đó thì nó đùn ra phía trước. Đấy. Còn bây giờ muốn tháo ra rồi tháo cả cục ra thì phải vặn cà lê 17, mỗi cà cái cà lê 17 vặn ra. Đấy, còn đây còn tắt này. Nó tắt trục xoắn này. Đấy. Mua lấy cái chữ T không lấy? Chữ T có. Có. Rộng quá. 17, chữ T 17. Không muốn mắc vướng mắc gì nữa. Rồi. Vặn ngược ra. Vừa cái vướng này, bẻ cong ra này, cho nó ấy là rút trục xoắn ra. Tranh xoắn nào, rút thanh xoắn nào thì lắp thanh xoắn đó. Nếu mà đảo bị ngược chiều xoắn, nếu mà ngược chiều xoắn đùn về trong thì đổi lại thanh xoắn. Thanh xoắn nào thì rút thanh xoắn đó nhá. Đây là cái trục xoắn này đấy. Rút ra nhá. Đó, sau bây giờ nhét vào này. Nhét vào đấy cái khớp này. Đó, cái khép khớp này, đấy, nhét đúng cái khớp nha. Đấy. Thanh xoắn bên nào thì lắp thanh xoắn bên đó. Đó. Chưa vô khớp. Lựa. Lựa vào, đấy, vào khớp chưa? Nâng cái tay lên là lựa nha. Đấy, đây là cái mắt cáo này. Mắt cáo này nha. Lắp mắt cáo vào này. Đó, nâng lên đúng không? Đó, lắp bắt cáo vô cái đường cái như chân ra chân thoáng nhanh này. Đấy. Chứ mà lắp thì lại đi là sai này nhá. Cũng được cái mặt nó ra không hơi chậm. Đó, lắp đậu. Đấy. Mua cái cà lê cốt chữ T 17. Bạn đang chờ kia đồng hồ. Mua chữ T thì nó dễ hơn. Đây bác ba lắp gá đi nha. Đó. Bây giờ bắt đầu lắp gấp khuôn vào thôi. Là ok. À. Xong bắt đầu lắp vào đảo, nếu mà ngược chiều xoắn đuổi đẩy bột về lùi về á thì ta phải đổi chiều nhá, xoắn nhá, còn nếu mà đẩy ra đùn ra rồi thì thôi. Đây này, tôi nói tất cả cái lưng giống nhau đi là được này. Đó. Đây này, dụ nha, lắp vào nhá, thử này, chạy này. Đó, hắn đẩy về phía trước này, hắn đẩy xoắn về phía trước này là ok này, nhá. Đó, thế thôi. Lắp vào, lắp khuôn vào. Đôi này cho hai cái bằng nhau nhá, lỗ miệng, nếu mà đôi thì phải hai cái bằng nhau nhá.
không cao mà khó, hắn mà không, hắn không mà ngang đều nhau là hắn hay bị dính bột. Nếu mà lỗ 1 thì không sao, lỗ 4 thì không sao. Đấy. Rồi, hơi bị ấy một tí. Rồi mình chỉnh lại nhẹ lại một tí. Đấy. Rồi. Ok. Rồi, đây này, chỉnh cái dao này, cắt này, trùng tay này, vặn này. Đấy, xem nó có sát không thôi này, nó sát này. Sát thì ta lại phải lấy dao. Do cái đây này nè, do cái này không siết sâu nè. Đó thì ta lại phải dùng cái chữ T ta siết sâu vào. Đấy, ép sâu vào. Đấy, nhớ trước khi chạy là phải thay mình biết là phải xem nhá. Xem đây nó có bị cạ đây không nhá. Đấy. Chữ T. Đấy, sau bắt đầu với hãng, bắt đầu với bật cái biến tần dao nhá. Đấy, không ta là tháo ra ta lắp lại nhá, siết sâu lại nhá. Đấy, siết phải siết cứng rồi đó. Mới được. Đó, vẫn đang còn hơi cạn một tí luôn. Hơi dài rồi này.